Mẹ, tôi đi vào nhà. Mẹ, làm gì con? Mẹ, mẹ. Đây 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 đây. Quang đang đứng ở đây, chính chỗ này à? Cái nhà này này, cái loại chó thì ghét, mèo thì khinh, gia đình thì giải biểu. Chắc là đang ở trong đấy ôm bà già nhà này đi, nhục mặt không dám ra. Anh em like, share, ủng hộ nhá. Không biết live stream bằng cái gì mà mượt thế nhở? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Và sau khi mà xem xong clip này thì chắc hẳn các bạn đang thắc mắc là làm sao để có thể live stream một cách mượt mà như thế. Vậy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách live stream trên chiếc Osmo Pocket này. Và đây cũng chính là cái điều mà chúng ta luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Bởi vì là trước giờ thì trên app DJI Mimo chưa hề cập nhật cái tính năng live stream. Ok, nào chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem là cái cách live stream trên Osmo Pocket này thế nào nhé. Cái cách live stream này có thể giúp chúng ta live stream được một cách mượt mà, cũng như là xử lý được cái khoảng trống rung. Nhưng mà bù lại thì tất cả những cái gì xuất hiện trên app DJI Mimo của chúng ta đều xuất hiện trong live stream. Đó là vì chúng ta đang live stream màn hình điện thoại. Và ngoài ra thì tất cả những cái thông báo quan trọng cũng sẽ đều hiển thị trên màn hình của chúng ta khi mà chúng ta live stream. Vì thế mà chúng ta nên bật chế độ không làm phiền để không thể hiển thị những cái thông báo đó lên nữa. Còn bây giờ thì hãy cùng xem là cần chuẩn bị những gì để có thể live stream trên Osmo Pocket này nhá. Và để chuẩn bị cho quá trình live stream của chúng ta thì đầu tiên chúng ta sẽ phải cần đến một chiếc Osmo Pocket đó. Thứ hai đó là một chiếc smartphone để live stream. Và thứ ba chúng ta có thể sử dụng một chiếc adapter kết nối trực tiếp với cả iPhone như thế này, hoặc là một cái dock kết nối qua Bluetooth đó. Và chỉ thế thôi là chúng ta đã có thể live stream được trên chiếc DJI Osmo Pocket này rồi. Ok, và đầu tiên thì chúng ta sẽ phải vào CH Play hoặc App Store tìm kiếm một ứng dụng có tên là Omlet. Đây, ứng dụng có tên là Omlet Arcade như thế này. Đó, và chúng ta sẽ tiến hành tải về. Thì đây là cái ứng dụng giúp chúng ta có thể live stream được màn hình điện thoại. Ok, sau khi mà quá trình tải về hoàn tất thì chúng ta sẽ tiến hành mở lên. Và chúng ta sẽ phải tạo một cái tài khoản cho ứng dụng này. Chúng ta sẽ phải nhập ID. Và sau khi mà chúng ta đã tạo được tài khoản rồi, chúng ta sẽ phải ấn vào đây, cái nút cộng ở dưới này, để tạo video trực tiếp. Ấn vào nút bên này. Ok. Và nó bảo chúng ta là thêm cái chức năng quay màn hình. Nút ở dưới lên này. Trên iOS 11 trở lên, chúng ta sẽ ấn giữ vào cái biểu tượng quay màn hình này. Nó sẽ hiển thị lên cái Omlet Arcade này. Chúng ta chọn vào đây. Và để muốn thu tiếng thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút micro này để bật tiếng lên. Đó. Sau khi mà đã làm xong cái thao tác đấy thì chúng ta sẽ ấn vào nút dấu cộng ở dưới này để tạo video trực tiếp. Ở đây nó sẽ yêu cầu chúng ta là đăng nhập vào Facebook hoặc YouTube hoặc Twitch để có thể đăng video trực tiếp lên đó. Thì tôi sẽ muốn trực tiếp trên Facebook thì tôi sẽ đăng nhập Facebook ở đây. Ok, vậy là đã đăng nhập xong cái Facebook của tôi lên cái ứng dụng này rồi. Ở đây thì nó sẽ cho phép chúng ta tùy chọn là đăng trên tường cũng như là đăng trên những cái trang mà chúng ta quản lý. Ok, và sau khi mà chúng ta đã thiết lập xong thì chúng ta sẽ ấn tiếp theo ở đây. Ấn tiếp theo. Trên này sẽ là cái phần cài đặt cho chúng ta những cái tùy chọn. Ở đây sẽ chọn được chất lượng video trực tiếp này. Tôi sẽ chọn cao nhất ở đây có thể chọn là 720p. Chọn hướng, tôi sẽ chọn hướng dọc. Nếu mà chọn hướng ngang thì cái video trực tiếp của chúng ta sẽ bị lật ngược lại. Và viết mô tả về video ở đây. Ví dụ là test live stream Osmo Pocket. Rồi. Ok, và thế là hoàn tất. Sau khi mà đã đến bước này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành bật chiếc Osmo Pocket để chúng ta lên. Và bật cả Bluetooth lên nữa. Rồi sau đó thì vào app DJI Mimo. Kết nối chiếc Osmo Pocket của chúng ta vào. Rồi, vậy là tôi đã kết nối thành công chiếc Osmo Pocket. Trở lại app livestream. Chúng ta ấn bắt đầu phát trực tiếp. Đây, chúng ta sẽ ấn vào đây. Nút bắt đầu truyền phát ở đây.
Vậy là video của chúng ta đã bắt đầu được phát trực tiếp trên trang Facebook. Ok, và trở lại app DJI Mimo. Và bây giờ thì tất cả những gì mà xuất hiện trên màn hình điện thoại của chúng ta đều đã được truyền trực tiếp lên Facebook. Đó. Và chúng ta, việc của chúng ta bây giờ chỉ là cầm chiếc Osmo Pocket này và đi live stream. Để có thể kiểm tra thì chúng ta hãy cùng vào. Đây, video trực tiếp của tôi đã xuất hiện ở trên Facebook rồi. Và vừa xong là clip hướng dẫn live stream bằng chiếc Osmo Pocket này. Và cá nhân tôi thấy thì đây chỉ là một phương pháp để chữa cháy ngay lúc đó thôi. Còn nếu mà chúng ta thực sự cần thiết để có thể phát trực tiếp thì tôi nghĩ là chúng ta nên mua cho mình một chiếc gimbal điện thoại. Đó, chỉ để live stream thôi. Thì giá của gimbal bây giờ khá là rẻ, chỉ khoảng 1,2 triệu trở lên thì chúng ta có một gimbal khá là ngon rồi. Cộng thêm vào đó là camera điện thoại bây giờ thì cũng rất là ổn, cho nên chúng ta sẽ không cần phải lo về chất lượng video nữa. Và nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn, đừng quên để lại một like cũng như là subscribe kênh để có thể nhận được thêm những video tiếp theo của chúng mình nhá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.